Ngày nay không khó để bắt gặp con số 7 hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Có người cho rằng nó là con số đen đủi liên quan đến tháng cô hồn, nhưng cũng có người nói đây là con số đem lại may mắn và thành công cho ai sở hữu nó. Vậy rốt cuộc con số 7 này có ý nghĩa như thế nào? Tháng cô hồn bàn về những bí ẩn đằng sau con số 7. Tại Trung Quốc, số 7 bị xem là con số mang lại điềm gỡ. Trong tiếng Hán, nó đọc là thất, thường xuất hiện cùng với các từ như thất bại, thất sủng hay thất bát, chỉ sự mất mát, hao hụt. Hay nhân gian xưa còn quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Quỷ môn quan thường mở cửa vào ngày mùng 2 tháng 7 để ma quỷ trở về trần gian và quay trở về vào ngày 14 tháng 7 trước khi cửa âm phủ đóng. Vì tháng cô hồn ám chỉ những điều xui xẻo không may, nên người ta kiêng làm những việc lớn như cưới hỏi, xây nhà, hay thường kiêng kỵ mùng 7 không đi, mùng 8 không về, hoặc 77 49 ngày, người mất phải cúng 7 lần, tương ứng với 7 cửa địa ngục. Mỗi lần sẽ có một vía mất đi. Khi cúng đủ 7 lần sẽ mất đủ 7 vía. Khi ấy vong hồn người chết sẽ được siêu thoát. Khá giống với Trung Quốc, Việt Nam cũng có phong tục cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch. Số 7 cũng khiến mọi người ái ngại. Người Việt xưa thường nhắn nhủ rằng chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3. Số 7 trong Kinh Thánh. Theo Sáng Thế Ký, Thiên Chúa Jehovah là người đã tạo ra hết thảy vạn vật trên đời, từ ánh sáng, bóng đêm, nước, trời đất và các vị tinh tú, cho đến muôn thú cây cỏ, và cuối cùng là tạo ra con người giống như hình tượng tuyệt đẹp của Ngài. Tuy nhiên, ít ai biết để tạo ra được mọi thứ đầy đủ như vậy, Thiên Chúa đã phải dùng tới 7 ngày sáng tạo. Cụ thể, ngày đầu tiên, Thiên Chúa tạo ra ánh sáng và tách ánh sáng khỏi bóng tối, gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Ngày thứ hai, Đức Chúa dựng nên một dải rộng để tách nước và gọi đó là bầu trời. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã tạo thành các đại dương lớn và vùng đất khô cạn. Ngài đặt tên chỗ nước tụ lại là biển và chỗ khô cạn là đất. Cũng trong ngày thứ ba này, Thiên Chúa đã tạo ra thảm thực vật là những loại cây cối. Ngày thứ tư, Thiên Chúa tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao để soi sáng cho trái đất, cai trị cũng như phân chia ngày và đêm. Đây cũng sẽ là dấu hiệu để đánh dấu ngày, mùa và năm. Đến ngày thứ năm, Thiên Chúa tạo ra mọi sinh vật sống của biển và các loài chim có cánh. Đến ngày thứ sáu, sau khi đã tạo ra những con vật để lấp đầy trái đất, Đức Chúa Trời đã tạo ra một người đàn ông tên Adam theo hình ảnh riêng của mình. Sau đó, Ngài đã dùng chiếc xương sườn thứ bảy của Adam để tạo ra một người phụ nữ đặt tên là Eva. Ước chừng, Ngài đã tạo ra con người là vào ngày mùng 7 tháng 10 theo lịch Do Thái. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời đã hoàn thành công việc sáng tạo của mình. Vì thế, Ngài nghỉ ngơi và trong ngày thứ bảy này, Ngài đã ban phước lành cho nó và làm cho nó trở nên thánh thiện. Có lẽ vì vậy mà ngày nay, con người chúng ta sau cả một tuần tất bật với công việc cũng đã dùng ngày Chủ nhật, tức ngày thứ bảy trong tuần để nghỉ ngơi và nạp năng lượng bắt đầu cho một tuần mới tràn đầy nhiệt huyết. Số 7 và sự xuất sinh của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca trước khi khai công khai ngộ đã từng là một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Người sinh ra tại vương quốc Ca Tỳ La Vệ thuộc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là chi tiết Phật ra đời gây chấn động. Hoàng hậu Maya, vợ của đức vua Tịnh Phạn, sau khi mang thai đứa con đầu lòng thì theo phong tục bà phải trở về quê ngoại để sinh con. Trên con đường trở về quê cũ, hoàng hậu đã nghỉ chân dưới một vườn hoa lâm tỳ ni xinh đẹp. Khi hoàng hậu vịnh tay hái một cành hoa vơ ưu thì bất ngờ bà đản sinh ra thái tử Tất Đạt Đa, người trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Kỳ lạ hơn cả, khi vừa sinh ra Đức Phật đã bước đi 7 bước và có 7 đóa sen nở dưới chân ngài. Cùng ngày hôm đó, 7 sinh vật khác cũng được xuất sinh, lần lượt là cây bồ đề, công chúa Gia Du Đà La, tức là vợ của thái tử Tất Đạt Đa, con ngựa Kiền Trắc, người đánh xe ngựa Sa Nặc, con voi Kalu Yai,
người bạn thời thơ ấu của hoàng tử và bảy kho báu vô chủ. Khi câu chuyện được lan truyền, rất nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao là bảy bước chân, bảy đóa hoa sen hay bảy sự kiện quan trọng mà không phải là một con số nào khác. Đó là chưa kể khi Đức Phật ra đời ở Ấn Độ cổ đã có 6 nhà lãnh đạo tư tưởng tâm linh, thường được xem là 6 môn phái. Như vậy Đức Phật sẽ là người thứ 7 trở thành vị tối thượng. Bên cạnh đó, 7 bước đi của Đức Phật ý chỉ thất đại, bao gồm đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến và thức. Còn 7 đóa hoa sen là biểu trưng của 7 vị Phật cổ, trong đó Đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ 7 được sinh ra, và hoa sen cũng là loài hoa đầy thanh khiết như chính tấm lòng và tư tưởng của Ngài. Nhắc đến tháng 7 cũng không thể không nhắc tới ngày lễ Vu Lan báo hiếu vô cùng ý nghĩa, nhằm giúp cho những người con thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình đối với bậc cha mẹ và ông bà. Ngoài ra tháng 7 còn gắn với truyền thuyết ông Ngâu, bà Ngâu hay câu chuyện tình Ngưu Lan Trúc Nữ vô cùng cảm động. Có thể thấy số 7 hiện hữu khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta, như cầu vồng có 7 sắc, một tuần có 7 ngày, con người có thất tình lục dục. Và dù cho mọi người có quan niệm số 7 là xui xẻo hay may mắn, thì nhất định cũng phải sống thiện lương, tự nhiên sẽ được thần linh bảo hộ, khi gặp kiếp nạn có thể chuyển nguy thành an.